trong cuộc hành trình dịu vợi tìm về bến giác an vui, có ai trong chúng ta không gặp muôn ngàn gian khó? Bởi vậy, nghĩ đến thân mình, đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh. Nghĩ đến đời mình, đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Nghĩ đến việc mình, đừng cầu mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng sinh kiêu ngạo. Cho nên, muốn trở về quê xưa chốn cũ, chúng ta hãy thành tâm thực hiện những lời Phật dạy. Thi ân không cầu báo, uẩn khúc không biện minh, lấy xả bỏ làm vinh hoa, lấy ức oan làm cửa ngõ đạo hạnh, lấy phiền não làm phương thuốc thần, lấy nguy nan làm hương vị giải thoát. Giờ đây, xin hãy quên đi nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống để dành lại. Kính thưa quý vị, ngày 30 tháng 4 năm 1997, chính quyền tiểu bang Washington đã cấp cho ông Bùi Đức Ly giấy phép được thành lập tổ chức Trần Hưng Đạo Foundation, một tổ chức bất vụ lợi, không hoạt động chính trị đảng phái, mà chỉ được sinh hoạt triển dương văn hóa dân tộc mà thôi. Ngay từ thời gian đầu, Trần Hưng Đạo Foundation đã kết hợp được cùng nhiều vị nhân sĩ có uy tín trong cộng đồng bàn soạn và quyết định thành lập Tổ đình Việt Nam với một chương trình sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc và định ra kế hoạch xây dựng cơ sở của Tổ đình. Và kính mời MC Huỳnh Văn Phước và MC Thái Nhật Lĩnh lên lễ đài. Kính thưa quý vị, tôi là Huỳnh Văn Phước, được hân hạnh hướng dẫn chương trình của buổi lễ khánh thành hôm nay. Trước hết, tôi xin được loan báo chương trình hành lễ như sau. Ladies and gentlemen, my name is Lin Thai and this is Mr. Phuc Huynh. We are very honored and humbled to be the MCs for this special event today. Sau đây, tôi xin đọc danh sách quý quan khách hiện diện trong ngày lễ khánh thành đền quốc tổ bữa nay. Báo người Việt ngày nay: anh Thanh Hoàng và anh Kiên Trí, Quỳnh Khắc Phán, ông Nguyễn Tấn Thước, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Ông Lê Văn Tiết, Chánh trị sự, Phó lễ. Ông Chánh trị sự Đường Thanh Liêm, Thánh thất Đường Nhân, Seattle. Ông Chánh sự Nguyễn Văn Lành, Thánh thất Cao Đài. Ông bà Đinh Mạnh Hùng, trưởng ban điều hành Tổ đình. Anh Linh Vũ, Báo Trẻ, Seattle. Amado Hermanus Hernandez, Forest Lawn, wherever he is. Well, thank you for coming. Bay Ho, Forest Lawn Committee. Thank you for coming. Randy McKenzie, White Cushing Sing. Where's Randy? Thank you. Mr. Phan Rang, Hội trưởng Hội Cảnh sát.
ban nghi lễ tổ đình Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Vi và Lê Thúy, đạo cao đài. Ông bà Nguyễn Mạnh Hoàng. Ông Trương Trọng Kiên. Ông Bùi Văn Hạp. Ông Nguyễn Trọng Kha. Bà Phan Thị Vinh. Cụ Thu Phong. Ông bà Dương Đình Long. Đây là danh sách chúng tôi đã có. Nếu quý vị nào tới mà chúng tôi chưa có được kiểm nhận, xin thông cảm và chúng tôi sẽ đọc lại phần sau. Tiếp theo đây, tôi mời trưởng ban tổ chức khởi trống lệnh khai mạc buổi lễ. I'd like to have the chief of the ceremony, Mr. Lin. Phần chào quốc kỳ, quốc ca Hoa Kỳ, Việt Nam và phúc mặc niệm. Kính mời chiến hữu Phan Rang tiến vào vị trí để điều hành nghi thức chào quốc kỳ, quốc ca và phúc mặc niệm. And Mr. Phan Rang will lead all of us in the Vietnamese and American national anthems. Quốc ca Hoa Kỳ. Oh, say, can you see? Early để truy điệu, để tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã mở mang bờ cõi Việt Nam có công xây dựng đất nước, để tưởng nhớ các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến chống cộng sản để bảo vệ Việt Nam. Phút mặc niệm bắt đầu. Là nghi lễ rước bát nhang. Xin mời khởi trống. Into the temple. So as they approach and step into the steps, please join us to rise up to receive that honor. Đại tá Hứa Yến Lên, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Chair of the ceremony today, Mr. Hứa Yến Lên, will have a few words with the audience this afternoon. Kính thưa quý quan khách ngoại quốc,
Kính thưa quý đồng hương, quốc gia tị nạn cộng sản hải ngoại, đảng phái và tổ chức chính trị. Kính thưa quý hội đoàn, cựu quân nhân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kể cả lực lượng báo quân sự, địa phương quân, nghĩa quân, cảnh sát quốc gia. Kính thưa quý cơ quan truyền thông, báo chí, các cháu thuộc thế hệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa thân mến. Cây có cội, nước có nguồn. Tri ân các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Hôm nay, các hậu sinh của dân tộc Văn Lang, chúng con gồm tập thể người Việt quốc gia tị nạn cộng sản hải ngoại tại Seattle sẽ long trọng khánh thành đền thờ quốc tổ Hùng Vương hải ngoại ngày hôm nay 10 tháng 8 2013. Tôi xin giới thiệu ông Bùi Đức Ly, chủ tịch của tổ đình Việt Nam, có thư mời quý vị. Xin quý vị cho một tràng pháo tay ông Bùi Đức Ly. Kính thưa quý vị, tôi là thủ tướng Bùi Đức Ly, là được cái hân hạnh là trưởng ban xây dựng đền thờ quốc tổ Hùng Vương hải ngoại. Hôm nay tôi đứng đây để xin trình bày với tất cả quý vị tôn giáo, là nơi tinh thần của tôn giáo, tất cả quý đồng hương xa gần đến đây về cái tiến trình xây dựng đền thờ như thế nào. Và kính thưa quý vị, thì trong vấn đề này, từ xưa, từ ngày thành lập tổ đình Việt Nam, khi tổ đình Việt Nam thì thường có chữ tổ đi đầu tiên, thì quý vị cao niên trưởng thượng là làm thế nào chúng ta cùng chung ý hướng là xây dựng được đền thờ của tổ Hùng Vương. Và kính thưa quý vị, sau 16 năm thành lập Trần Hưng Đạo Foundation, và chúng từng bước một chúng ta đã có những di tích lịch sử này. Và đền thờ tổ là một đền thờ rất vĩ đại. Chúng ta như một đứa trẻ không thể đứng lên và làm ngay được, mà chúng ta cũng phải tập ngồi, tập bò, tập đi chập chững. Và hôm nay chúng ta có thể đứng thẳng người để mà xây dựng đền thờ của tổ Hùng Vương. Tôi vừa nhận được Thượng tọa Thích Minh Chiếu, chùa Việt Nam cũng có hiện viện trong ngày hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Mời tất cả ban tổ chức để chuẩn bị bằng các băng khánh thành. Nghi lễ các băng khánh thành tổ đình quốc tổ Hùng Vương. Trước hết, tôi xin mời ông trưởng ban tổ chức đại tá Hứa Yến Lết lên sân khấu. And proceed to cut the ribbon. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Please join us with a big and a round of applause to signify this very important moment. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn đại tá Hương Yến Lên, và xin tất cả cảm ơn tất cả. Chair of the event, venerable Thinh Chiu. Kính thưa ông Thủ tướng Bùi Đức Ly, kính thưa
quý vị đại diện cho các tôn giáo, kính thưa quý cụ, kính thưa tất cả quý vị đồng hương và quý vị đạo hữu có mặt ở đây. Tôi Bùi Thị Liệu xin đại diện cho Phước An Đạo Tràng được có mặt ngày hôm nay ở đây, đó cũng là một cái duyên. Chúng tôi được giấy mời của Thủ từ Bùi Đức Ly. Ông Bùi Đức Ly với tôi cùng một họ Bùi, và ba chữ đầu của cái ba chữ tên đều giống nhau, BDL. Thưa quý vị, chúng tôi rất lấy làm hân hạnh được có mặt ở đây, và chúng tôi được biết ông Bùi Đức Ly tiến hành công việc để xây dựng nơi đây là đền thờ của Quốc Tổ. Quý vị cho một tràng pháo tay. Cảm ơn quý vị. Từ giả các tư kỳ sự khởi trình cổ quý thì quốc tuế thứ quý đệ hạ thiên thượng tuần tứ nhật thất nguyệt, con dân chính quán Việt Nam quốc sinh sống tại Seattle và các vùng phụ cận tề tựu tại tổ đình Việt Nam
số 2236 Southwest Ocean Street, thành phố Seattle, nhân ngày khánh thành đền thờ Quốc Tổ. Thành công lễ bạc, quỳ dưới điện thờ, cúi đầu bái bạch. Nhớ thỏa xưa xưa, mẹ Âu Cơ từng non cao tỏa sáng nghĩa nhân, cha Long Quân vốn bố biển cả quật cường mưu trí. 18 vua hùng khai sơn phá tặc, tạo sơn hà cẩm tú phương nam. Kính thưa quý ông, quý bà, quý quan khách cùng toàn thể quý đồng hương thân mến, Mỹ Linh được hân hạnh đại diện cho các anh chị trong ban chấp hành của cộng đồng người Việt quốc gia Seattle và quận Snow King đến đây để chào mừng ngày lễ khánh thành đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Mỹ Linh là thế hệ hậu duệ và may mắn được các chú, các bác giao phó cho trọng trách để phục vụ cộng đồng và cân nhắc lại lịch sử Việt Nam để nhắc nhở tuổi trẻ ngày nay rằng cho dù chúng ta có sinh ra từ trăm họ khác nhau nhưng chúng ta đã cùng chung một huyết thống của người con Việt.